bán cây xương rồng ba cạnh ạ. Nhà em có rất nhiều các cây xương rồng ba cạnh, các kích cỡ luôn ạ. Cái hàng bé nhất là như những cái cây như này ạ. Nó cũng cao khoảng tầm 50-60cm ạ. Một bụi mà cũng khá là nhiều cái cành con như này ạ. Tiếp đến thì là những cái cây giống như những cái kiểu cây như này ạ. Cây cao khoảng tầm 70-80cm ạ. Nếu mà anh chị thích nhiều cành tán ấy thì em sẽ chọn những cái cây mà nhiều cành tán cho các anh chị. Còn nếu mà anh chị thích cái cây mà nó già cây ạ, ví dụ như là những cái lô như này, cây nó rất là già cây rồi, thì đây là loại lô thứ hai ạ. Loại thứ ba là loại những cái cây mà nó cao to hơn ạ, ví dụ cao tầm 1m, 1m2. Và đặc biệt nó rất là sum, rất là đây, một cái cây của nó như này, nó to như này luôn ạ. Đó. Và loại cuối cùng nữa là nhà em có cả loại khủng ạ. Loại khủng là những cái cây như này ạ. Đây ạ. Nó lâu năm rồi ấy, cái thân nó còn hóa thành thân gỗ như kiểu như này luôn ạ. Cây to đẹp lắm ạ. Đó. Đây. Như cái cây trồng đầu tiên ở ngoài này. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây xương rồng ba cạnh ạ. Hàng từ loại bé tí đến hàng to khủng như những cây như này thì vui lòng alo nhé. Số điện thoại là 097 797 3535 ạ. Cảm ơn các anh chị và các bạn ạ.